À, xin chào mừng tất cả các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game Chiến tranh tổng lực Napoleon. Và mình là Total War Tuyên Quang, và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chiến dịch của Napoleon để Monsieur. giải quyết nốt cái thằng Nga ngố này nữa. Ở tập trước ấy thì mình đã hủy diệt hạm đội mạnh nhất của Nga, à, của Anh rồi. Và giờ đây thì mình khống chế toàn bộ các cảng biển của Anh, phong tỏa các cảng biển. Và nước Anh bây giờ thực sự không còn là đế chế trên biển nữa rồi. Thực ra thì mình có thể tấn công thẳng lên Moscow, thủ đô của Nga, không cần phải bảo vệ mấy trang chiến hồ này, nhưng mà mình không muốn thế, muốn giải quyết triệt để nó. Đó, nhưng mà thấy loang quang đâu, thấy thằng Nga nó có quân đây à? Có lẽ mình xử lý luôn nhá. Ây à, quân của nó cũng không phải dạng vừa đâu. Được nghỉ lễ mùng 2/9, anh em đi chơi nhiều không? Chắc là cũng khá khá. Trời ơi, loại mưa gió thế này. Không có mình đây. Không ăn thua gì. Ôi trời ơi, đánh nhau với mấy anh Nga ngố này. Damn this weather, sir. Wet powder makes misfires a certainty. Cũng có khá nhiều bạn bảo là tại sao mình không dàn mỏng cái đội hình nó ra mà để khá là dày như thế này. Thực ra nếu các bạn dàn mỏng nó ra thì nguy cơ các bạn sẽ bị vận kỵ binh của đối phương tấn công là rất cao, nhưng bạn không thể kịp chuyển sang đội hình hình hợp dẫn. Nó mỗi cái nó đều có cái lợi cái hại riêng của nó. Tất nhiên các bạn để giỏng này thì cái tỷ lệ lính được bắn trong một lượt nó sẽ ít đi. Mình nói rồi, mọi cái nó đều có lý do của nó cả. Rồi, bắt đầu chuyển đấy. Mấy anh nhai dép sốt Nikolai nhai dép sốt. Đây là một cái vùng rừng núi rồi, khá là tốt. Nhai xét sốt. Từ 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 từ, không ổn đó. Nó đang di chuyển cái đội hình nó khó hiểu. Chờ xíu, chờ xíu, chờ xíu. Đây nói nghe. Oui, monsieur. Ordre de groupe. Oui, monsieur. Ordre de groupe. Infanterie. Mấy thằng nhai dép sốt này. Rồi.
xong. Một từ đấy nhá. Bắn mới được nhiều khói mua mịt. Z-Sop đã xong. Hay là chúng ta chiếm được cái điểm cao. Z sốt này. Là thế chứ mấy thằng nhai Z sốt này cũng không dễ ăn đâu. Khá là nguy hiểm. Oh,
dép sốt. Không cần thiết phải đấu kỹ binh. Quay nó lại, có vẻ nó tập trung trong này. Nếu thành nhai dép sốt thì nó chỉ lên nào. Cái thằng nhai dép sốt này bắn súng như thôi. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Rồi, mấy thằng nhai dép sốt.
chạy nhanh quá nhỉ. Thông minh. Nhất điểm luôn thằng này. One of our units has used all its ammunition, sir. Ô, bắn hết đạn rồi. Chẳng mấy khi cho mấy anh nhai xét sốt của đấu súng. One of our units has used all its ammunition, sir. Hết đạn rồi. A glorious victory, sir, is soon to be yours. Dép xốp. Grave est vaincu. Ah.
Rồi. En avant, marchez. Votre humble serviteur. Nó còn đang tàn quân. Victoire. Préparez-vous. Marchez. À gauche. Marchez. Ôi, ngài dép xốp đã đi. Votre humble serviteur. Oui, monsieur. Khá nhiều quân. À, chỗ này có lính Lê Dương, Ba Lan. Ba đội lính bắn tỉa, ba đội pháo. À gauche, marchez. Votre humble serviteur. Votre humble serviteur. Có lẽ chẳng còn việc gì làm nên là mình sẽ qua được. Tình hình công nghệ thì bây giờ chỉ còn hai công nghệ này thôi, nâng cấp thì chắc lúc nữa xong. Chà. Chia cái hạm đội của mình ra nhỉ, phong tỏa tất cả các cảng đó lại. À, giúp vào chỗ xin hòa bình. Xin hòa bình để làm gì? Đệ mình chịu khó đem quân đánh nhau ghê. Lộ. Lại thêm một thằng điệp viên nữa. Này dùng sao hết nữa. Đây thằng nữa. Je me mets à couvert. J'attends vos ordres. Tous à vos postes. Tous à vos postes. Accostage discret. Capitaine, retirez-vous. Ồ, đã có thêm đội pháo phản lực mới rồi. Phản lực này.
cho... Tous sur le pont! Tous sur le pont! Sortez les canons! Chả cần nhiều. Mình không nhầm thì nó đang kéo hạm đội được về. Kéo hạm đội nó về đây. Dans ce désordre. Cho nó về luôn. Tình hình đây làm ra đây nhỉ. Đoàn này thì chưa phục hồi hoàn toàn. Quánh được hết. Hai khẩu pháo. Một đội ngựa. Cho nó no đòn luôn. Quân đoàn thương vong nặng quá. Nhưng mà không sao. Saint Léger, horde de groupe. Gardez. Lancez des ordres. Horde de groupe. Infanterie, au rapport. Horde de groupe. Horde de groupe. Maintenez vos positions. Chết nó đi xưa. Chứ nó không tấn công à? Gây thương vong bớt cho nó. Không phải cao gì.
groupe. Đã có cơ số thằng nằm nó tóc ở đây rồi. Chết cơ số. Chết nửa đội hình. Bọn điên này tấn công nhỉ? Cứ đứng đây pháo anh lã cho chết đấy. L'infanterie suisse attend les ordres. Di chuyển quân. Sắc bay như pháo hoa.
Horde de groupe! Gần đi vài đơn vị của nó rồi. Thank you.
Our men are running, sir! Oh. A glorious victory, sir, is soon to be yours. Heroic victory. Fonctionneur. Oh, hay quá. Aux armes. Cướp được 18.000. Cướp được tí tiền. Đại giao cho chàng ta. En avant, marchez. Préparez-vous pour la guerre. Ồ, vẫn được hơn 4.000 rồi. Nhưng tuyệt phát đi. Nhìn trên tí tiền để tiêu đã. Marchez. Prêt à recevoir vos ordres. Cessez le siège. À gauche, marchez. Prêt à recevoir vos ordres. Oh, ôi, lần này thôi không cướp nữa. Bàn giao lại cho cái thằng điện tử mới mới rồi. À đây. Bàn giao lại cho nó. Cho nó hẳn 100 luôn cho nó rực rỡ. Rồi. Prêt à recevoir vos ordres. Thương vong nặng quá nhỉ. Giúp ở đây tí nha hồ. Installation du campement. Monsieur. En avant. Marchez. Monsieur, vos ordres. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ phải
Làm gì bây giờ nhỉ? Đánh chỗ này thì không biết nó có phục kích không? Còn chờ mấy đội phá phản lực sang nhỉ? Monsieur? Cũng không còn việc gì để làm, có lẽ là mình sẽ qua lượt đấy. Chờ quân đoàn phục hồi đánh ở đây sát xem. Đi khai Kutuzov ở đấy. À vous ordre! November sắp đến mùa đông rồi. Lãnh thổ của nước Nga đang dần dần thu hẹp lại. Mấy cái thằng đệ này nó làm trò gì? Ottoman có quân rồi đấy. Tốt rồi. Nền kinh tế của mình rất là khá. Nên chả cần phải phát triển kinh tế nữa. Votre Majesté. Monsieur. À vos ordres. En avant, marchez. Immédiatement. Oh, cái thanh này của nó không quân một chú à? Préparez-vous, marchez. Manœuvre terminée. Có đấy. Không đủ đâu. Lại trên 3 độ nữa.
khá nhiều pháo vật lực đấy. Rồi. Thằng này. Ồ. Bán rank cao. Mày. Nhiều pháo ghê. Hình như mình chưa đánh nhau cái thằng này trận nào. Mà chả sao mà nói khi đơn giản này thì có gì mới lớn. Horde de groupe! Horde de groupe! Groupe de bataille prêt! Infanterie! Au rapport! Xem nó bắn được không?
Artillerie zu Befehl! Rất nhiều pháo binh. Lên à. Bên này bị bắn thương vong nặng quá.
放马了。妈的，废了。Vậy nó lại cho nó vào thế gọng kìm xem nào. Liều chết xông vào à? Đấy gì đã? Tôi mất mặt rồi, đấy gì đã? Đấy gì đã? A glorious victory, sir, is soon to be yours. Our general is under attack! Chứ con rồi heroic victory thêm một thằng lao tét nữa bị xử lý. Victoire. Việt lốt đang tàn quân. Sonnez le rappel pour la bataille. Préparez-vous pour la bataille. Préparez-vous, marchez. Monsieur.
Votre humble serviteur. Có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn có thể like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác của mình, các bạn có thể ở trong cái kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.